Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, vào một ngày Sa-bát, Chúa Giêsu vào dùng bữa trong nhà một thủ lãnh biệt phái, thì những người hiện diện ở đó dòm xét người. Bấy giờ có một người mắc bệnh thủy thủng ở trước mặt người. Chúa Giêsu lên tiếng hỏi các luật sĩ và biệt phái rằng: trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Các ông ấy làm thinh. Bấy giờ người kéo kẻ ấy lại và chữa lành, rồi cho về. Đoạn người bảo các ông rằng: trong ngày Sa-bát, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao? Nhưng các ông không thể trả lời câu hỏi ấy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay thêm một lần nữa Phúc Âm thuật lại cho chúng ta nghe phản ứng của Chúa Giêsu trước những sai lạc của các nhà lãnh đạo tôn giáo lúc bấy giờ. Cụ thể ở đây là việc áp đặt những thực hành liên quan đến luật ngày Sa-bát một cách tùy tiện, khô khan, thiếu lòng nhân ái, vốn là nền tảng cho tất cả mọi lề luật. Thánh Luca thuật lại rằng các luật sĩ và biệt phái đã không hài lòng, nếu không muốn nói là chống đối một cách mạnh mẽ, khi nhìn thấy Chúa Giêsu chữa lành cho một bệnh nhân đúng vào ngày Sa-bát. Đứng trước thái độ ấy, Chúa Giêsu muốn nhắc lại một lần nữa sự nhận thức đúng đắn về vai trò của lệ luật trong đời sống và thái độ cần phải có khi tuân giữ các lệ luật. Từ câu chuyện ngắn trong bài Phúc Âm này, con xin được chia sẻ hai điều. Điều thứ nhất, lệ luật phải hướng tới sự thăng tiến con người. Có thể nói được rằng mục tiêu cuối cùng và cũng là nền tảng của mọi lề luật chính là hướng con người đến sự thiện hảo. Từ cái nguyên tắc căn bản này, nếu chúng ta nhìn về những thực hành liên quan đến lề luật của những người Do Thái thời của Chúa Giêsu, thì chúng ta sẽ hiểu được lý do mà Chúa Giêsu luôn luôn là lên án mạnh mẽ, luôn luôn là phê bình một cách gay gắt mỗi khi đứng trước những ánh mắt dò xét, soi mói của những con người tự cho mình là chuẩn mực trong hiểu biết và gương mẫu trong thực hành tuân giữ các lệ luật. Biết rằng lệnh truyền của Thiên Chúa trong Cựu Ước về ngày Sa-bát đã được đón nhận như là một luật lệ mang tính cách bắt buộc, nhưng chắc chắn rằng nó đã khác đi, và khác đi rất nhiều so với những gì đang được áp dụng trong Do Thái giáo thời của Chúa Giêsu, được nhào nắn bởi những con người chỉ chú trọng đến những hình thức bên ngoài mà chúng ta nghe Phúc Âm mô tả đó. Cho nên ý muốn ban đầu tốt lành của Thiên Chúa khi ban bố những huấn lệnh này cho con người
dần dần nó được, nó bị phai mờ, và thay thế vào đó là một sự đánh bóng cá nhân. Cho nên những con người này tự cho mình một cái quyền là tùy tiện trong việc giải thích và áp dụng lề luật. Từ đó lề luật nó đã trở thành một cái gánh nặng đè bẹp đời sống con người về mọi mặt. Trong ngày Sa-bát có được phép chữa bệnh không? Đó là câu hỏi của Chúa Giê-xu đặt ra cho những người đang đứng ở trước mặt mình. Thánh Luca thuật lại là không có ai trả lời cho câu hỏi này của Chúa Giê-xu. Sự im lặng ấy dường như cho mọi người nhận ra được rằng chúng ta đang giữ luật như là một thiết bị đã được lập trình sẵn, chứ không phải giữ luật như một con người đúng nghĩa. Nhân danh lề luật để từ chối một sự tốt, để từ chối làm một điều tốt đẹp cho tha nhân, cá nhân con nghĩ rằng đó không phải là ý muốn của Thiên Chúa, và cũng chẳng phải là một lề luật đúng nghĩa. Bởi vì một lý do thật đơn giản, tự bản chất không có một việc làm tốt nào đi ngược lại với lề luật cả. Điều số 2, tình yêu chính là lề luật quan trọng nhất. Chúng ta hãy bắt đầu từ câu hỏi thứ hai của Chúa Giê-xu trong bài phúc âm ngắn này. Trong ngày Sa-bát, ai trong các ông có con lừa hay con bò rơi xuống giếng mà không lập tức kéo nó lên sao? Câu trả lời chắc chắn là phải kéo lên chứ. Và con nghĩ thêm rằng phải kéo lên trong mọi tình huống nữa. Thế nhưng ở đây, lại một lần nữa Thánh Luca thuật lại rằng không có ai trả lời cho câu hỏi này cả. Trong cái ngữ cảnh này, sự im lặng hoàn toàn không phải là vì một câu hỏi được nêu lên quá bất ngờ làm cho người ta không trả lời kịp, mà cũng chẳng phải là vì khinh bỉ đối phương nên người ta chẳng thèm lên tiếng. Không phải như thế. Mà ngược lại, sự im lặng đó dường như đã phơi bày lên một sự thật rất tiêu cực trong đời sống niềm tin của những con người đang có mặt ở đây, trong việc nhận thức và tuân giữ các lề luật. Sự im lặng đó cũng nói cho họ biết rằng, các bạn ơi, các bạn đang giữ luật bằng ý chí chứ không phải bằng con tim. Các bạn đang giữ luật vì một nỗi sợ hãi nào đó chứ không phải giữ luật vì lòng yêu mến Chúa. Thưa quý ông bà, anh chị em, Thánh Phaolô quả quyết rằng ai yêu mến là đã chu toàn lề luật. Con hiểu câu nói này như sao? Là ta chỉ cần sống yêu mến thôi thì ta đã chu toàn hết tất cả các lề luật rồi. Con hiểu là như thế. Con thử đặt cái câu nói này vào phạm vi của 10 điều răn mà rất quen thuộc với chúng ta đó để kiểm chứng, thì con thấy quả thật là một sự hợp lý. Vì lòng yêu mến Chúa mà tôi được kêu gọi thực hành các điều từ 1 cho tới 3, 1, 2, 3. Vì lòng yêu mến Chúa tôi sẽ làm những điều ấy, tôi sẽ giữ những điều ấy. Vì lòng yêu mến tha nhân mà tôi sẽ cố gắng thực hiện các điều từ 4 cho tới 10.
Như vậy từ điều số 1 cho tới điều số 10 chỉ có một tác nhân duy nhất thúc đẩy chúng ta tuân giữ những điều ấy, thực hành những điều ấy, đó chính là lòng yêu mến. Ta có thể coi kiểm chứng này như là một cái mẫu số chung cho tất cả mọi lề luật trong cuộc sống của mình, để chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau trong thánh lễ sáng hôm nay. Xin Chúa ban cho chúng ta tình yêu đủ lớn trong tương quan đối với Chúa và với anh chị em của mình, những người sống chung quanh mình, để nhờ đó chúng ta sẽ tuân giữ tất cả các lệ luật trong đời sống đức tin cũng như trong cuộc sống đời thường của mình một cách nhẹ nhàng và hiệu quả. Thánh Gioan Bosco đã nói với các đệ tử của mình, có nghĩa là Ngài cũng muốn nói với chúng ta rằng hãy tuân giữ các lề luật sẽ gìn giữ chúng ta.